Vâng, xin chào mừng bác trở lại với trang kiến cổ ngày xưa. Trước tiên vào kênh thì là em có giới thiệu qua bác là bác nào chưa có kênh và em thì là nút đăng ký kênh và like xem nhiều, bác nào like nhiều và share nhiều thì là có giá cực kỳ êm ái ái với em. Vâng, để tránh mất thời gian em vào phía đuôi ngay. Mã số 01 xem là cái gì đây. Đây là cây Mavic bằng cánh size 135 bọc vàng của Đức Quốc xã thập kỷ 1950. Mavic cầu béo nhá, ốc sao tinh tế phiên sản xuất thập kỷ 1950, con này size 135. Dòng này thì em chia sẻ nhanh thôi. Trong suốt quá trình là hơn 2 năm bán tại nhà và được chương trình thì em giới thiệu dòng này là quá nhiều rồi. Con này cầu rất to, bảng to, dày. Bọc vàng của Đức thì nó lì màu lắm. Giới thiệu rất nhanh luôn. Và con này ve này thay rồi nhá, còn lại là nguyên zin nguyên bản hết nhá. Cầu giữa nó có chữ Optima 16 micron này, càng phải là 135 này, càng trái là Mavic 135 này. Rất rõ ràng, các bác nào ở Hà Nội gần nội qua địa chỉ nha em xem kính cổ đồ xưa đồ lính Mỹ. Các bác ở tỉnh xa cũng hết sức yên tâm. Bằng cái phương tiện thì nhanh nhất em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày. Chậm là 3 4 ngày. Đấy, rất rõ ràng nhá, 135. Đây, đấy là càng phải ra càng trái là Mavic 135. Thông tin thông số về kỹ thuật cây kính thì bao giờ bên em cũng chia sẻ rất rõ ràng và quy trình mua bán thì luôn luôn được đảm bảo pháp nhân pháp lý. Sản phẩm bán ra thì bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác yên tâm về giá cả về chất sản phẩm luôn. Đây là mã số 01 nhá, Mavic cầu béo của Đức Quốc xã thập kỷ 1960. Có giá là 5 triệu 8 hoặc 5.800k nhá. Giá là 5 triệu 8 hoặc 5.800k, đó là mã số 01 nhá. Rất nhanh, hạ mã số 1 xuống, bây giờ chuyển sang mã số 02 là cái gì đây? Tất cả về dòng kính cổ đồ cổ em chia sẻ rất nhanh vì hơn 2 năm em bán tại nhà và trình thì em giới thiệu rất là nhiều rồi, rất chi tiết, rất cụ thể. Tiếp theo là mã số 02. Mã số 02 đây là con cơn bọc vàng, xem là cơn bọc vàng đầy bao nhiêu. Dòng này nhiều lắm. Con này là cơn bọc vàng trước in hoa hay còn gọi là chất to. Cái này bao của nó bao mới nhé, bao này là bao linh kiện nhé. Vâng. Và tất cả về kính thì bán ra thì bao giờ bên em cũng có tặng cho các bác là những cái chai nước xịt thơm kính rửa và bác nhá. Vâng, hết sức yên tâm luôn. Đấy. À, trước đây thì có thể là chưa có, vừa rồi là cái này em nhập về rất là nhiều, số lượng lớn, coi như là mỗi bác nào mua sẽ tặng cho một cái chai. Đấy, hoặc là bác nào trước đây giao lưu nhiều rồi mà chưa có duyên, chưa hữu duyên thì là có thể nào qua nhà em sẽ kỷ yếu. Chơi thế nó mới phẹp ở đây. Thế nó mới sướng và sướng ở chỗ đấy. Con này size 52 nhá, chiều ngang 13,8, tất cả cơn bọc vàng đầu đầu chữ nhỏ hay là chữ to đầy đầu hay gọi là chữ in hoa đấy thì đầu đầu ấy nhá thì đều là có size 52 chiều ngang 13,8. Con này sản xuất thập kỷ 1960 1970. Những cái dòng này thì chia sẻ nhanh thôi. Bởi vì thật sự bác là cái này em về rất nhiều, mỗi lần lô kính cơn riêng chữ to chữ nhỏ em về mấy chục cây và mỗi cây mỗi giá khác nhau. Nó chênh nhau từ vài trăm vài triệu là cái chuyện hết sức bình thường, như cơn đục ngột sữa ăn uống hàng ngày thôi. Rất nhanh thì em cái này cũng phải chia sẻ nhanh thôi. Đi lướt nhanh thôi, bởi vì hơn 2 năm rồi mà. Cầu giữa là AU 1 trên 10, 12K ghép này. Thông tin thông số phải rõ ràng. Càng phải là 5 1 phần 2, biểu tượng logo hãng. American Optical 1 trên 10, 12K ghép. Rất rõ ràng nhé. Chui ve nguyên zin. Đó. Nghĩa là càng đây là càng đấy là càng phải ra càng trái, nó cũng thế thôi, nó đảo chiều nhau, có gì thôi mà đơn giản đây mà, là chữ viết in hoa đấy, ngay đầu nói là chữ viết in hoa. Bọc vàng sáng gương đó là hàng thật, còn hàng giả hàng nhái nó chỉ để có đêm 3 ngày, và đối tượng hàng giả hàng nhái thì nó sẽ không được công khai chỉ đâu, nó chỉ để mỗi số điện thoại góc này, số điện thoại góc này, ít đặt hàng qua Zalo số điện thoại này, tức là ghi là Zalo số điện thoại, như thế là rủi ro rất lớn. Những đối tượng mà bán kính cổ đồ cổ hay đồ đắt tiền mà chỉ có mỗi số điện thoại Zalo thì 100% inbox địa chỉ, inbox Zalo thì 100% là hàng dởm, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, hoặc là hàng sản xuất nước thứ hai là sản xuất tại Nhật và một số nước châu Á. Nguy hiểm hơn nó trà trộn thêm hàng Tàu Trung Quốc vào, bởi vì không có địa chỉ mà, địa chỉ để chỗ khuất chỗ khó nhìn khó tìm thì đa phần là như thế luôn, em dám khẳng định điều đó luôn, kể cả nước ngoài, bởi vì ngày xưa em đi nước ngoài, em công tác nước ngoài cách đây hơn 2 năm về trước cơ, thì thật sự bác là em gặp rất nhiều thằng Tây nó cũng lưu manh như dạng thế, kể cả những thằng Trung Quốc sang lâu năm nó cũng chơi chiêu thức như thế luôn đấy, cho nên là hết sức cẩn trọng bác nhá. Ngày xưa thì bằng Yahoo và Skype thôi, bây giờ thì nó linh hoạt hơn rất nhiều. Và nguyên zin tất cả đây đấy, bọc vàng sáng gương nó phải thế chứ, con này xuất sắc nhá, không có điểm trừ gì ạ. Và giá con này là 14 triệu nha, con là 14.000k nhá, đó là mã số 02, con cơn chữ hoa chữ to là đầu thập kỷ 1960 1970, size 52 có chiều ngang 13,8, đó là mã số 02 đã xong. Bây giờ em sẽ chuyển sang mã số 03. Mã số 03 xem là cái gì đây, cũng đi rất nhanh thôi, để hơn 2 năm giới thiệu rất nhiều rồi. Con này là Amazon, con này chuôi Bắc Đô.
Amazon bảo là ghép con này sai 140. Cầu giữa nó có chữ Amo và hai chuyện vùng khá mờ. Chuyện về Benzin. Chuyện Bordeaux thì em giải thích nhiều rồi. Đây là hiệu hãng rượu Bordeaux. Để tặng biếu cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong học tập và làm việc. Càng phải là 140 Amour Frame Francais, có nghĩa là của Pháp xưa. Hàng thật đấy, bọc vàng sáng gương, nhìn rất là rõ ràng, đấy, rất là sáng sủa. Chuôi vang gì nhá, sáng sủa lắm. Trái là 140. Tất cả thông tin về kính thì bên em luôn luôn ghi bên dưới video và kèm theo những cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Về thích mua bán, bác nào chuyển khoản, bao ship, bao ship code thì luôn là cọc từ 100-200k tùy theo giá trị món hàng. Về thời gian bán hàng em bán là cực kỳ thoải mái hơn, có nhật từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác phải điện thoại trước, tránh tình trạng lên suất quá thì em đi thẩm định, định giá đổ hồ sơ cho tất cả anh em bạn bè người thân. Thì bác cứ điện thoại trước là em sẽ liên tiếp đón từ xa tại ngõ 390, đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn tất cả về đồ cổ, đồ xưa, đồ lính Mỹ. Đấy là cái giá trị lớn nhất mà khi mua bán xúc đồ cổ xưa lâu năm, có thương uy tín hơn 2 năm. Vâng, đây là Amor Ba Răng và Lại Kép nhé, của thập kỷ 1950, dòng này bác là sau bỏ mắt đi thay mắt cận thị lão thị rất là ok. Vâng, và giá rất êm ái là 7.3 triệu hoặc là 7.300k. Chuẩn giá nhé, không phích nhé, giá là 7.3 triệu vì con này rất là mới. Rất rẻ đấy, trước là 75, 77, 78, 80, bây giờ bán 7.3 triệu đấy. Đó là mã số 03 nhé. Và tiếp theo là mã số 04, xem là cái gì đây. Mã số 04 là con An Ga Đòn Gánh, con này là thập kỷ 1950 của Anh Quốc xưa. Con này mắt hơi vắng dầu. Con này sai là 140 thì thoải mái rồi. Dòng An Ga Đòn Gánh này thì khi xuất đồng gánh ra thì hãng tất cả hãng như An Ga mà Mavic Meckler thì nó cũng ra theo để cạnh tranh trực tiếp về giá cả. Và cạnh tranh về giá cả thì những dòng này nó đập chết cả dòng Solex, bởi vì sao? Bởi vì giá thành nó quá là tốt luôn. Hàng thật bọc vàng sáng gương mà. Thứ hai, cái này nó chỉ bọc vàng 12k thôi thì nó bền màu hơn so với Solex thì là 14k thì nó hay bị bật lòng trong này. Nó hay bị mòn ở trong lòng càng, nhưng riêng cái dòng này nó 12k thì cái độ nó bám vàng rất ok hơn. Đặc biệt thứ hai là em bán hàng chuẩn cao nhất là Anh, Đức, Pháp, Mỹ thì hàng nó làm cực kỳ đủ tiêu chuẩn về từ chất liệu thép, chất liệu vàng hay sắt, rất là đủ tiêu chuẩn, rất ok. Còn nếu được bán hàng Nhật, kính bọc vàng Nhật hay bằng đúc của Nhật, nó bán kèm thêm kính khác cũng là của Nhật, nó đi theo lô, theo thùng hàng mà, thì nó chất lượng là không mà bằng đâu, bởi vì hàng nó là thằng tái bản thập kỷ 80-92 nghìn, khẳng định điều đó luôn mà. Bởi vì các bác biết là những năm tháng công tác nước ngoài là em nghiên cứu đủ các loại kính cổ, đồ cổ, cũng đủ các loại, ví dụ như đèn dầu, ấm chén mạ vàng, bình, là em nắm bắt rất là chi tiết luôn. Cho nên tại sao một số anh em nhờ em đi thẩm định, định giá đồ cổ xưa là vì thế. Tất cả nó phải có cái giá, nó đánh đổi tuổi thân xuân đấy, không đơn giản đâu. Ở cầu giữa là cái chữ An Ga 20 gram, tương đương 1/10 12k ghép chuôi vang zin. Mọi thứ rất rõ ràng, cực kỳ yên tâm luôn. Từ địa chỉ, số điện thoại đến con người rất là lâu năm rồi, từ Hà Nội xưa. Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ và số điện thoại hơn 2 năm nhé, số điện thoại dùng hơn 2 năm đấy. Mà địa chỉ từ ngày xưa rồi, quá yên tâm luôn. Đây, càng phải đây nhé, càng phải là An Ga 20 gram này. Đó. Càng trái là Frame Marie Aisling. Con này thì tất cả nó ngả vàng, tức là nó hồ, tức là có nghĩa là nó ngả, là có nghĩa là nó theo thời gian năm tháng ấy, thì nó còn lên tích đỉa đấy. Đấy, nó lên tích đỉa. Nếu bác nào thích lau sạch thì em sẽ lau sạch. Đó. Càng trái là Frame Marie Aisling nhé. Đó. Nó ngả vàng theo, các bác nào chơi theo kiểu hoài niệm xưa thì các bác nào hay thích chơi theo kiểu nó lên tích đỉa này thì cũng rất là ok. Bằng giá thì rất là êm ái thôi. Giá này bán là phá giá thị trường nhá, 8.1 triệu hoặc 8.100k, rất là rẻ. Trước là 83-84 giờ bán 8.1 triệu đấy, còn 8.100k. Đây là mã số 04 nhá, An Ga Đòn Gánh của Anh Quốc xưa, size 140, rất nhanh rồi hạ xuống mình chuyển sang mã số 05, là một trong những cái mã rất nhiều các anh em và toàn bộ những người trên thế giới rất là quan tâm, đó là cơn một vàng đầu chữ nhỏ. Cơn một đầu chữ nhỏ đó bây giờ con này nó thập kỷ 1950-1960, con này cầu miết nhá, yên tâm rồi, và sẽ kèm theo một cái bao linh kiện này nhá. Vâng, rất yên tâm, rất mới nhá. Cái này thì nó duy nhất một điểm trừ thì lát nữa em sẽ chỉ cho, còn lại là xuất sắc luôn, thành mắc sắc nét đẹp nguyên zin. Cái này size 52 chiều ngang 13,8. Những cái dòng này thì chia sẻ nhanh thôi, bởi vì thật sự các bác là hơn 2 năm em giới thiệu dòng kính cơn bọc vàng ở đầu chữ nhỏ thì quá nhiều rồi. Hàng thật thì bọc vàng sáng gương rồi đấy, rất là sáng sủa đấy, xuất sắc mà. Duy nhất điểm trừ của nó là cái ve bên trái này nó có vết xước nhỏ. Vừa rồi cái lô kính này có mấy cây nó bị như thế, có cây xước dài, xước ngắn, cái này thì cái ve này bị xước phát ở ve này nó xước ngắn thôi, tí ti thôi. Thật ra nhìn kỹ phát hiện xước là xước sợi chỉ của cái ve bên trái nhé, còn lại tất cả là nguyên zin, thành mắc sắc nét đẹp long lanh xuất sắc. Duy nhất một điểm như thế thôi thì nó được gọi là điểm trừ đấy nhá. Thì em cũng mô tả và miêu tả rất là cẩn thận và rõ ràng để các bác làm sao nắm bắt được nó
chi tiết cũng như là an tâm khi mua bán bên kính cổ đồ xưa, nơi có thương hiệu hơn 20 năm thì rất là yên tâm. Đấy, còn cầu giữa thì là một AU 1/10 12 kHz rồi. Đó. Và hai càng thì khác ở chiều là American Optical 1/10 12 kHz 1/2 chuyên viên Nguyên Zin, rất là sáng sủa. Đấy, thông tin về kính thì rất là cẩn thận rồi, và quy trình mua bán thì lúc nào được đảm bảo pháp nhân pháp lý, thế nên mới sướng, và sướng ở cái chỗ ấy rất đẹp và sắc xuất sắc nhé. Đấy. Đấy, duy nhất một điểm trừ như thế thôi, và chính vì thế giá thành rất là êm ái đấy. Giá này là 22.900.000, 22.900k, giá là 22.900.000, 22.900k. Bác nhìn thấy con chuôi ve còn trắng tinh luôn, duy nhất một điểm như thế là nó bị trượt giá là 22.900.000, hay gọi là 22.900k. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm có thương uy tín. Hà Nội, Sài Gòn, em và một số anh em chơi kính cổ đồ cổ là 20 năm, 30 năm. Địa chỉ số điện thoại đây luôn luôn gắn trên tường, ghi trên tường, song hành hơn 20 năm rồi. Nó phải rõ ràng như thế chứ. Các bác đừng nhìn mua bán, đừng nhìn nó đăng ký kênh. 10.000, 20.000 người mới làm 1 năm, 2 năm, 3 năm, không nói lên điều gì. Bởi vì đối tượng đó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing phải xem để like, để view. Kênh của em triển khai 7 năm trên tút, bán tại nhà được trên hơn 2 năm mà có 3.000 người đăng ký kênh. Bởi vì bên em làm một cách hữu sạc tình như một cách chân tình, chân thật, chân thành, rõ ràng nhất. Một lần nữa rất cảm ơn bác dành thời gian xem video con vừa dài thôi. Bác nào chưa có nút đăng ký kênh, like, share nhiều thì sẽ có giá rất êm và nái. Ái văn đây, và xin chào tất cả các bác.